Đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào quý khách. Và hiện tại là 10 giờ sáng ngày 15 tháng 5 năm 2019. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn một bộ ghế trường kỳ gỗ gỗ. Bộ này là hàng đại, có kích thước như sau. Tíu là dài 1m27, rộng 57 và cao 78. Ghế thì có kích thước là 2m05, rộng 56 và cao 48. Đây là hàng đại chúng tôi nhé. Thì hàng đại khác với hàng thường là những phần chân này to hơn này, và kích thước nó dài rộng hơn. Chân này của chúng tôi là chân 12 chỉ, chân rất là to. Tay là đục xoắn ốc. Hôm trước là chúng tôi cũng làm một bộ y hệt này cho anh khách hàng ở bên Thanh Ba Phú Thọ rồi. Đấy, bộ của anh thì chúng tôi đang trong quá trình làm mộc ngoài kia, đang làm nguội ngoài kia. Còn bộ này là vẫn chưa có chủ nhân. Tôi sẽ xin giới thiệu quý vị, ai có nhu cầu thì sẽ liên hệ với đồ gỗ Tùng Tám theo số điện thoại 0987 510806. Bộ này thì phần dạ là đục triện, vách là đục tứ quý bốn mùa tùng trúc cúc mai, giữa là sen cò. Hàng chất liệu gỗ gụ, sờ vào mát tay luôn. Đây, chúng tôi đang đánh cái dép dở này, chưa hoàn thiện đâu nhưng mà nó rất là nhẵn rồi. Đây là vân gỗ gụ nhá. Quý vị nào mà sành về đồ gỗ này, nhìn những cái tôm gỗ này sẽ biết là đây là gỗ gụ này. Chúng ta sẽ phân biệt các loại gỗ khác nhau bằng tôm gỗ. Đấy, còn như về màu sắc thì có thể là cái cây gỗ nó sẽ có màu sắc khác nhau, nhưng mà riêng về tôm gỗ hoặc là thì là nó sẽ không có loại nào giống loại nào cả. Đây là phần mặt này. Đây chúng tôi đang đánh cái giáp nên là nó có bụi này, nên là quý vị nhìn không rõ. Đấy, cái trắng trắng này là bột cám cưa chúng tôi đánh cái giáp. Và như đây, những cái vân như này mà nếu mà khi vào sơn vào là nổi lên rất đẹp nhé. Hiện tại là đang để nguyên mộc nên chưa nổi đâu. Hàng dày dặn luôn, rất là đẹp. Video tôi đang quay trực tiếp tại xưởng của đồ gỗ Tùng Tám. Đây là phía bên ngoài sân, còn bên trong này là xưởng sản xuất chúng tôi này. Phần bên trong sâu nữa. Và đây là địa chỉ cơ sở, mọi quý vị có nhu cầu mua hàng thì cứ liên hệ trực tiếp đến số điện thoại trên màn hình 0987 510806. Chúng tôi sẽ tư vấn nhiệt tình cho quý khách một sản phẩm phù hợp với không gian nhà của mình. Và xin hẹn gặp lại trong những video clip khác.